Yong Min-woo, Lee Jo-seon, Jung Eun-woo, Kyung Soo-jin, Jung Eun-jae, Kwon Na-ra, Seo Kang-chun, Lee Ki-yeon, Kang Ho, Jung Do-hong. Sao? Sao? Có ai đó ở đây? Ai? Hãy đi kiểm tra đã. Tôi đứng ở đây thôi. Được rồi, nhìn cậu tiêu rồi. Nếu chưa chắc, cầm cái này đi. Có một cái thôi đó. Tôi biết rồi. Cố lên. Bắt được chưa? Không, là bị bắt. Hả? Cậu là ai cơ chứ? Sao cậu không nhắc máy? Sao lại ở đồn cảnh sát? Thằng nào đây? Tên nào? Thật là... Sao vậy? Giữ trật tự chút đi. Chúng tôi bị bắt gặp theo dõi họ. Cà phê ở đây ngon quá. Cái gì? Theo dõi? Đi mất thôi. Thật là... Cái này... Thật là... Ai làm đây? Ai làm? Cậu đúng là... Dạo này cậu định làm gì vậy hả? Này sao vậy? Không phải đâu. Ai vậy? Ai làm thế với cậu? Nếu cậu định theo dõi ai đó thì hãy làm tốt chứ. Oan ức quá. Tôi đã làm gì chứ? Này, bảo đi bắt mà cậu lại bị bắt à? Bọn tôi bị bỏ lỡ ngay trước mắt. Bắt ai? Để mất ai? Cậu không làm bài kiểm tra ở trường. Tớ rất tiếc về anh cậu. Nhưng bây giờ thì tỉnh táo lại đi. Giờ đi cùng tớ về nhà. Này, tớ chỉ được đến mức đó đối với cậu sao? Mỗi ngày tớ đều lo lắng cho cậu biết bao nhiêu. Sao cười vậy? Cô ấy nghĩ mình là ai chứ? Không lẽ đối với Chi-ho? Điên hả? Cô nhìn bằng cái gì vậy? Cô, mắt dính vào chân hả? Còn cả cái gu của cô nữa. Cái gì? Cô ta là ai? Đợi đã, đứng yên đó. Cảm ơn cậu đã tới. Cậu về đi. Cà phê ở đây ngon lắm. Tôi pha đó. Dính cái này vào. Thực sự tớ không bị bệnh đâu. Tớ sẽ gọi cho cậu khi tớ ra khỏi đây. Nhớ gọi đó. Vậy cô gái đó thích Chi-ho đúng không? Tôi biết từ đầu rồi. Thích cậu đó.
Này, hãy giúp chúng tôi đi. Tôi đã nhìn thấy tóc đỏ. Chúng ta phải nhanh lên. Đó là điều cô giỏi nhất còn gì. Phép thuật, đọc ý nghĩ người khác và mấy cái tương tự. Đi mất thôi. Nếu để tất cả mọi người nhìn tôi, lúc đó hai cậu hãy đi ra ngoài. Biết chưa? Được. Cô ấy sắp làm phép thuật đó. Này, cậu có chắc đó là tóc đỏ không? Có thể đó là ánh đèn. Gì chứ? Không phải đâu. Đó là tóc đỏ mà. Được thôi. Kiểm tra là biết ngay. Chết tiệt. Nó quá bé. Tôi phải kiểm tra cái gì? Ở camera an ninh. Xem cho tôi tên công ty là gì. Đợi đã. Ở đây. Hả? Công ty bảo an Kanchun. Kanchun. Được chưa? Chưa. Chỗ đó có số đúng chứ? AC 18. 34. Này, 18. Đừng có di chuyển. 10. Được chưa? Chẳng nghe thấy gì. Đọc lại đi. AC 18 34 18 10. Được chưa? Có bao nhiêu AC 18 vậy? Tôi xin lỗi nhưng đọc lại từng cái đi. 1, 2, 3. AC 18 34 18 10. Được chưa? Chết tiệt. Mỗi lần lại khác nhau mà. Này Charles, chết tiệt. Cậu ở đâu? Cậu nói cái gì cơ? Cái này phải mất thời gian. An ninh quá chặt. Không có nhiều người làm được. Nhưng tôi sẽ thử. Nhanh lên. Cái này. Đến đây ngay khi mà cậu xong đi. Này, tôi là bộ não. Tôi. Này. Khi đi thẳng có một ngã ba, sau đó rẽ trái. Cái nhà thứ hai ở phía đó. Đi theo hướng đó. Đây.
thật là lại thế rồi. Gì vậy? Bắt máy đi. Charles, hình như Chi-ho bắt tóc đỏ. Đến xem cậu ấy đi. Bảo tôi đến xem Chi-ho sao? Gần mà. Này, thế Kang-seri thì sao? Tôi đã để lại máy theo dõi trên xe cô ta. Cứ để đó cho tôi. Từ khi nào mà dám nói trống không với tôi? Chết tiệt. Xin lỗi. Alo. Ngày nào cũng nói thế xong cúp máy. Thật là... Sao lại chạy trốn? Cậu chạy trốn vì muốn giấu cái gì đúng không? Chạy trốn khi có người đuổi theo là bản năng mà. Tôi hối hận vì tiêm thuốc. Tôi chỉ cần nói tại sao theo Kang-seri thôi đúng không? Những người làm việc ở đây chỉ đợi thời điểm đi giết con khốn đó. Không phải cái đó. Đợi đã. Cô gái này là gì nữa đây? Là nói thật. Thật á? Đợi đã. Các người... Cái đó tôi biết. Người đàn ông mà dạo gần đây tôi hẹn hò là tóc đỏ. Bọn tôi xuất phát đến club rồi. Gặp nhau rồi nói chuyện. Đợi đã. Không, không phải đâu. Cậu nói cái gì? Không biết nữa. Tôi vừa điều tra được. Thật tình. Trước tiên cậu tìm Kang-seri đi. Tôi biết rồi. Tôi với Yeon-du sẽ tìm cô ta ở Garusu. Tìm thấy gì nhớ gọi ngay cho tôi. Thật là... Nhanh mà hát ra đi. Này Chi-ho, đi tìm Kang-seri. Cậu thì hát đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tìm được Catherine rồi. Hệ thống chỉ đường dẫn Charles đến nhà hàng thử xem. Tôi sẽ bắt xe. Cậu ta là ai? Không rõ nữa. Nhìn trong hình thì thấy đúng style của tôi. Cái ngắn ngắn đó là gì vậy? Sao lại thay đổi lúc cuối? Nếu chúng ta theo kế hoạch của Sinh, tôi đoán anh ấy không biết cậu này sẽ xuất hiện. Nó phù hợp với tất cả các hình ảnh của Full Moon cho đến thời điểm này. Full Moon? Full Moon ở đâu? Trời ơi, Sinh sẽ tức giận nếu cậu ấy tìm ra. Sẽ có ai đó thay thế. Ai? Cậu ta. Canceri. Giết nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 제발 돌아와.